sau 30 tuổi mình vẫn có thể mình làm được và thậm chí vẫn có thể mua nhà được. Nhưng trước 30 tuổi mà mình chưa mua được nhà thì nó gọi là thất bại một phần. Bạn nhận định như thế nào về quan điểm 30 tuổi chưa mua được nhà riêng là thất bại? 30 tuổi nếu chưa có nhà riêng là thất bại thì em không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Thất bại hay thành công nó xét trên nhiều yếu tố, không phải là việc bạn sở hữu một ngôi nhà hay bạn sở hữu một chiếc ô tô là bạn đã trở thành một người thành công, hay bạn không sở hữu những thứ đó thì bạn sẽ trở thành người thất bại. Trong cuộc sống của chúng ta, sự thành công nó có nhiều mặt. Nếu trong trường hợp bạn không có một ngôi nhà nhưng bạn có một công việc ổn định và bạn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc đã là một sự thành công rồi. Có rất nhiều những gia đình thu nhập rất tốt, có thể làm chủ doanh nghiệp, có thể sở hữu rất nhiều đất đai hay nhà cửa, nhưng cuộc sống gia đình của họ không hạnh phúc, thì đối với em như thế cũng chưa hẳn đã là thành công. Mỗi con người, mỗi một cá nhân khác nhau sẽ có những mục tiêu trong cuộc sống khác nhau. Nếu như một người có một cái mục tiêu và có những hoạch định cho tương lai mà đến năm 30 tuổi họ vẫn chưa có một cái kế hoạch rằng là họ sẽ phải có nhà trong 30 tuổi, mà trước 30 tuổi họ sẽ cần có thêm những kinh nghiệm, cần trau dồi bản thân ở những khía cạnh khác nhau để sau đó có thể là đến năm 35 tuổi hay thậm chí muộn hơn như vậy thì họ có thể phát triển hơn nữa, và đến lúc đấy không phải chỉ có một cái nhà mà thậm chí là có rất nhiều cái nhà và những tài sản khác nhau. 30 tuổi chưa có nhà là thất bại thì em không hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Em xin hết. Rất nhiều khán giả đằng sau lưng tôi đang vỗ tay bởi vì có vẻ như khả năng là 30 chưa mua được nhà. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần trình bày của ứng viên thứ hai, Phi Văn. Năm 30 tuổi chưa mua được nhà mà gọi là thất bại thì em cũng có một phần nào đó tương tự như cách lý giải của bạn Văn Hiền ở đây. Tức là nó phụ thuộc vào cái mục tiêu, cái nguyện vọng, cái mong muốn của bản thân của người đó. Và nó còn phụ thuộc vào cái gì nữa? Còn phụ thuộc vào cái thời gian mà họ đặt ra để đạt được cái mục tiêu đó của họ là trong khoảng thời gian bao lâu. Và bên cạnh đó mở rộng ra thêm nó còn phụ thuộc vào cái tính cách. Đối với một người có một cái tính cách gọi là ổn định thì họ sẽ có thể hạnh phúc là đủ, hoặc là ở một cái mức nào đó đối với họ đã là đủ. Nhưng đối với bản thân của em là một người làm kinh doanh thì năm 30 tuổi chưa mua được nhà gọi là thất bại, em cũng có thể gọi là chấp nhận luôn à. Tại vì sao ạ? Người làm kinh doanh là người luôn mong muốn có những cái đột biến trong sự tích lũy cũng như là gia tăng về cái mức thu nhập của mình. Mà cái khoảng thời gian từ năm 25 tuổi cho đến khoảng thời gian 30 tuổi, em tạm gọi đây là một khoảng thời gian gọi là một cái mốc vàng. Tại vì sao ạ? Ở thời điểm này, cái sự quyết tâm, cái ngọn lửa, cái nhiệt huyết cũng như là về cái sức khỏe nó luôn luôn được đảm bảo ở một cái thể trạng là tốt nhất để có thể đạt được những cái ước mơ của mình. Nhưng nếu như mình không đạt được những cái nguyện vọng đó, đối với bản thân em là một người làm kinh doanh, em cho nó là thất bại một phần. Bạn có thể chấp nhận được việc 30 tuổi chưa có nhà thì chưa hẳn đã là thất bại, nhưng đối với việc nếu làm kinh doanh mà 30 tuổi chưa có nhà được coi là một phần thất bại. Vậy thì kinh doanh thành công thì mới mang lại cho chúng ta doanh thu, cho chúng ta lợi nhuận và nguồn thu nhập tốt để bạn có thể sở hữu một ngôi nhà, đúng không ạ? Những yếu tố nào sẽ dẫn đến việc bạn sẽ có thể kinh doanh thành công? Cái khoảng thời gian trước 30 tuổi là cái khoảng thời gian tạm gọi đó là cái khoảng mốc thời gian vàng. Những cái nhiệt huyết, những cái ngọn lửa cũng như là về thể trạng sức khỏe của mình gọi là tốt nhất đối với Văn, đó là khoảng thời gian hoài bão cực kỳ lớn, và thậm chí là trước đó nữa kìa. Văn không biết đối với Hiền nó sẽ như thế nào, nhưng mà đối với Văn nói chung là vẫn còn rất là xúc động à. Khoảng thời gian đó nhớ lại là mình đã lăn lộn rất là nhiều cái công việc để mình đạt được cái điều mà mình mong muốn, bao gồm luôn cả thu nhập, kể cả cái vị trí mà hiện tại mình đang có, cũng như tất cả những cái tích lũy về những cái kiến thức mà mình đã đạt được. Sau 30 tuổi mình vẫn có thể mình làm được và thậm chí vẫn có thể mua nhà được. Nhưng trước 30 tuổi mà mình chưa mua được nhà thì nó gọi là thất bại một phần. Theo như bạn chia sẻ thì bạn có nói rằng là trước năm 30 tuổi là một cái thời gian vàng, và thời gian đó là thời gian mà bạn có sức trẻ, có những cái nhiệt huyết. Chính xác. Vậy thì sức trẻ và nhiệt huyết có phải là những cái điều có thể quyết định đến việc bạn sẽ có thể kiếm được thật nhiều tiền để có thể sở hữu cho mình một ngôi nhà hay không? Dĩ nhiên đó chỉ là một trong những cái điều kiện mà người ta vẫn hay gọi điều kiện cần và điều kiện đủ đấy à. Chứ nó không phải là yếu tố quyết định hết tất cả, rằng là nếu tôi mất những cái đó thì tôi không làm được. Giả sử sau 30 tuổi bạn vẫn chưa đạt được, mà nếu như cái lửa của bạn còn, nếu như tất cả mọi cái niềm nhiệt huyết và cái hoài bão của mình còn, mình vẫn có thể làm được. Bạn là người từng làm qua công việc kinh doanh rồi, thì cái tham vọng của bạn cũng như những cái hoài bão, những ước mơ bạn đặt ra, có muốn là bạn sẽ xây dựng cái ngôi nhà riêng của mình trước năm 30 tuổi hay không ạ? Riêng bản thân của mình, việc có nhà trước năm 30 tuổi hay sau năm 30 tuổi nó không thực sự là một cái yếu tố quá quan trọng đối với mình. Bởi vì đối với mình cái việc kinh doanh như bạn nói là cái yếu tố quan trọng nhất đó là sự hoài bão, là nhiệt huyết. Nhưng theo quan điểm của mình thì để trở thành một nhà kinh doanh giỏi thì mình phải xây dựng được một mối quan hệ vững chắc. Để xây dựng được những mối quan hệ vững chắc thì rõ ràng là chúng ta cần thời gian. Và việc sau 30 tuổi chúng ta có một mối quan hệ vững chắc và có thể kiếm được một thu nhập tốt từ những mối quan hệ đó để xây dựng cho mình một ngôi nhà hay
những tài sản khác thì mình nghĩ rằng đấy là một cái điều rất là bình thường đối với mình. Theo quan điểm của bạn thì sẽ chậm mà chắc đúng không? Tức là mình đang nói đây rằng là việc có trước 30 tuổi hay sau 30 tuổi nó không phải là một cái đánh giá việc thất bại hay thành công của một con người. Đúng rồi. Các bạn đã nói xong thì bây giờ tôi mới chia sẻ câu chuyện của tôi, không biết các sếp ở đây thế nào. Nhưng có một sự thật thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có năng khiếu về chuyện kinh doanh cả. Và cũng chả bao giờ dám là mình có thể mua nhà cho riêng mình. Nhưng mà tôi đã mua được vào năm 27 tuổi. 27 tuổi tôi mua một ngôi nhà khoảng hơn 800 triệu ở trên phố cổ Hà Nội, ngay cạnh nhà của ba mẹ tôi. Lúc đó tôi chỉ có khoảng hơn 200 triệu đi làm và để dành được. Tôi cực kỳ ghét vay mượn, nhưng lúc đó tôi liều lĩnh vay 600 triệu của ngân hàng, mượn sổ đỏ của bố mẹ. Và đó là ngôi nhà đầu tiên của tôi năm 27 tuổi. Tôi chưa bao giờ đánh giá đấy là một cột mốc thành công của một con người. Nhưng quan điểm của tôi, thành công đó chính là hơn chính mình ngày hôm qua. Và tôi tự nhận là tôi thành công với chính mình. Không, nhưng mà như vậy là anh Thành Trung đã tham gia vào cái game ngay từ lúc 27 tuổi. Tức là nợ nần chính là động lực để làm việc. Chính xác ạ. Tôi cũng có nhà từ năm 27 tuổi là do chính bàn tay tôi làm ra. Và không những có nhà, lúc đó tôi còn có thêm một cái xe và một công ty. Cũng từ cái khát vọng, tôi cũng có suy nghĩ giống như bạn Văn nhỉ? Tức là thắng lợi của câu an cư mới lạc nghiệp. Mà tôi lại muốn có nhà trước cái năm 30 và buộc tôi phải ra để tự kinh doanh. Lúc đó lại thành lập doanh nghiệp, lúc đó tôi mới 22 tuổi. Và đến năm 27 tuổi thì tôi đã có nhà, có công ty và có xe hơi. Và mở đóng mở ngoặc có thêm nhiều bạn gái. Úi giời ơi, nhà xe như thế thì bạn gái có là đúng rồi. Chưa có vợ mà. Và lúc đó tôi kết hôn năm tôi 30 tuổi. Hai bạn rất là tự tin. Và tôi nghĩ các bạn hãy cố gắng giữ sự tự tin đó. Hai bạn đặt mục tiêu cho mình là khi nào hai bạn sẽ có nhà? Dạ, mục tiêu đối với em, mục tiêu có nhà của em đã đạt được rồi vào năm em 26 tuổi, tức là năm ngoái. Oh. Hay quá. Dạ. Tuyệt vời, chúc mừng em. Là bạn ông hơn bán. Tôi và hơn cả sếp Tuấn rồi. Anh Quyền là offer nhà là không được nữa rồi. Yeah, xem ra là cái bài này diễn xưa rồi. Nào, bây giờ thì còn Hiền thì sao? Thực ra quan điểm của em về vấn đề là 30 tuổi chưa có nhà thì là như vậy. Nhưng mà em cũng đặt mục tiêu cho mình là trước năm 30 tuổi em cần có một cái nhà. Trước năm 30 tuổi. Dạ. Tại sao không phải là năm sau? Vâng, nếu như có cơ hội ạ. Và nếu như em có thể tìm được một công việc tốt, cũng như là có thể kiếm được những thu nhập tốt, thì chắc chắn là nếu có cơ hội em sẽ mua nhà năm sau. Ok. Bạn thì bạn nói rằng là bạn muốn làm chủ. Vâng. Còn bạn thì muốn trở thành CEO. Dạ vâng. Mục tiêu của các bạn sau khi hoàn thành hai cái đó là gì? Khi mà em đạt được cái mục tiêu của mình là trở thành giám đốc điều hành, hay sếp còn gọi là CEO ấy ạ, thì em sẽ đặt tiếp cái mục tiêu cho mình nữa. Tại vì ở thời điểm khi mà em làm giám đốc điều hành đó là em làm cho một doanh nghiệp. Nhưng sau đó em sẽ tự bước ra làm chủ cho mình à. Rồi sau khi em làm chủ thì mục tiêu tiếp theo của em là gì? À, mục tiêu của em sẽ là mở rộng ra cái việc kinh doanh của em à. Tức là khi mà em đã đạt được cái ngưỡng đó rồi, em sẽ cố gắng em đạt nhiều hơn cái đó nữa. Tức là mục tiêu của em phía sau luôn luôn cao hơn cái mục tiêu ban đầu của em đặt ra. Đăng ký ngay kênh Alo Media Entertainment để đón xem thêm các nội dung hấp dẫn đến từ công ty cổ phần truyền thông Alo.